Chào tất cả các bạn đến với chương trình giới thiệu các trường tại Singapore của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn thông tin về trường MBAS tại Singapore và những chương trình học bổng mới nhất của trường. Thì hiện tại trường đang có hai chương trình học bổng hấp dẫn dành cho sinh viên. Đó là chương trình thứ nhất, đó là các bạn sẽ có cơ hội được nhận học bổng trị giá 4.000 đô la Singapore cho chương trình thạc sĩ và 3.200 đô la Singapore cho chương trình cử nhân. Thì chương trình học bổng này thì các bạn sẽ gửi bản điểm cho trường để được xét nhận học bổng. Và chương trình học bổng thứ hai đó là học bổng trị giá 2.000 đô la Singapore cho khóa thạc sĩ và học bổng trị giá 2.000 cho khóa cử nhân. Thì các bạn hãy liên hệ đến các chuyên viên tư vấn Singapore của Tân Đại Dương để chúng tôi hỗ trợ bạn trong vấn đề xét học bổng này nhé. Thì trường MBAS thì gần 60 năm qua đã hoạt động và phát triển không ngừng. Trường cũng đã xây dựng được vị trí vững chắc trong nền giáo dục Singapore với chất lượng đào tạo cao cũng như là chuyên nghiệp, chi phí hợp lý và hệ thống trang thiết bị phục vụ học tập hiện đại. Và khu học xá thì nằm ngay trong khuôn viên của trường. Tất cả tạo nên một môi trường học tập và sinh hoạt tiện nghi cho sinh viên khi du học tại Singapore. Vì hiện nay thì trường có khoảng 13.500 sinh viên đang theo học, trong đó có khoảng 4.500 sinh viên quốc tế đến từ 74 quốc gia khác nhau. Và thành công của trường là được khẳng định khi mà vào tháng 7 năm 2003, trường trở thành học viện đầu tiên đạt được chứng nhận SQC dành cho tổ chức giáo dục tư nhân. Và đến năm 2010 thì trường cũng là một trong rất ít trường tư thục tại Singapore nhận được chứng nhận EduTrust 4 năm. Đây là chứng nhận khẳng định trường đảm bảo chất lượng đào tạo dành cho sinh viên quốc tế. Chương trình đào tạo tại trường MBAS thì trường đào tạo các chuyên ngành như là tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh marketing, quản trị kinh doanh quốc tế, tài chính kế toán, điện tử, kỹ thuật máy tính hay là thiết kế thời trang, khoa học y sinh, công nghệ y sinh, truyền thông đa phương tiện hay là truyền thông đại chúng, ngành tâm lý học, ngành công nghệ thông tin, về ngành quản lý khách sạn và sự kiện, v.v. Ngoài ra, đối với những bạn chưa có đủ trình độ tiếng Anh đầu vào của trường thì các bạn có thể tham khảo khóa tiếng Anh của trường. Thì một level tiếng Anh của trường là với mức học phí là 2.461 đô la Singapore. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ nhập học của trường MBAS và điều kiện đầu vào của trường như thế nào, điều kiện xét học bổng ra sao thì các bạn hãy liên hệ ngay đến công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường MBAS tại Việt Nam. Thông tin về trường thì các bạn cũng có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Và sau đây là chúng ta sẽ có thêm một số thông tin nữa chi tiết hơn về trường MBAS và những cái chia sẻ của chị Mai Lệ Quyên, cũng là một đại diện của trường. Xin chào các bạn, tôi tên là Mai Lệ Quyên, đến từ trường MBAS. Các sinh viên Việt Nam đang học tại trường MBAS của chúng tôi hiện nay cũng tương đối là đông. Chúng tôi có khoảng trên 500 sinh viên Việt Nam đang học tại trường. Và các bạn đều đang có những cái thời gian trải nghiệm học tập và sinh hoạt rất là thú vị ở Singapore. Chị vui lòng chia sẻ thêm một ít thông tin, ví dụ như là những cái lợi thế nào khi mà học sinh học được ở trường MBAS của Singapore này? Các sinh viên quốc tế nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng khi theo học tại trường MBAS thì cái điểm nổi trội mà chúng tôi thấy là các bạn rất là thích thú đó là các phương pháp học theo định hướng thực hành rất là cao. Ngoài những cái giờ lý thuyết thì các bạn có rất là nhiều giờ thực hành. Chúng tôi xây dựng các trung tâm thực hành cho các sinh viên ở các ngành như là ngành du lịch, ngành kỹ thuật, ngành thời trang, ngành khoa học đời sống, ngành công nghệ thông tin, thì chúng tôi đều có trung tâm thực hành rất là lớn và hiện đại trong trường và các em sẽ được thực hành tại các trung tâm này ngay từ khi các em học năm thứ nhất. Ngoài thời gian thực hành tại trường thì các em có rất là nhiều các chuyến đi thực tế và ở ngành du lịch thì chúng tôi còn có thời gian 6 tháng các em được thực tập tại các công ty lớn ở Singapore về du lịch cũng như là các khách sạn 4 sao, 5 sao ở Singapore. Theo như chị thấy thì sinh viên Việt Nam thường hay học những cái ngành gì nhất và ví dụ như là trường có những cái học bổng nào cho học sinh Việt Nam không ạ? Sinh viên Việt Nam khi mà theo học tại trường MBAS thì theo thống kê của chúng tôi trong năm qua thì số lượng nhiều nhất các em vẫn theo học các ngành kinh doanh, các chương trình ở trong nhóm về kinh doanh như là ngành quản trị kinh doanh, ngành marketing và ngành kinh doanh quốc tế. Gần đây thì chúng tôi cũng có nhận thấy là các sinh viên cũng có nhiều những thay đổi và các sinh viên chọn học các ngành trong nhóm về du lịch khách sạn cũng như là ngành truyền thông cũng đang ngày càng tăng lên.
trợ cho sinh viên quốc tế và cụ thể là sinh viên Việt Nam, thì năm nay chúng tôi có hai chương trình. Chương trình thứ nhất dành cho các sinh viên có năng lực tốt, tức là các em có đạt điểm trung bình 7.5 trở lên ở Việt Nam. Các bạn có thể nộp đơn xin suất học bổng trị giá từ 3.200 đến 4.000 đô la xin một suất. Và bên cạnh chương trình học bổng này thì chúng tôi còn có chương trình hỗ trợ cho các sinh viên, đó là các sinh viên nộp hồ sơ đến MDS trước ngày 30 tháng 6 năm nay, các bạn sẽ nhận được khoản hỗ trợ từ 1.500 đến 2.000 đô la xin một suất. Rõ ràng là các bạn thấy là bổng cực kỳ hấp dẫn và những cái hỗ trợ rất là hữu ích cho các bạn. Và chúng tôi muốn hỏi thêm là chị Uyên là có những cái hỗ trợ giống như là cơ hội nghề nghiệp nào sau khi sinh viên tốt nghiệp từ trường của chị không ạ? Để hỗ trợ cho sinh viên trong việc xin việc làm ở Singapore thì nhà trường có thành lập phòng tư vấn việc làm của sinh viên gọi là MDS Career Assistance Unit. Tại bộ phận này thì các nhân viên ở đây họ sẽ có rất là nhiều để hỗ trợ sinh viên, cụ thể là mỗi một năm thì họ sẽ tổ chức hai buổi triển lãm hỗ trợ việc làm để các sinh viên sẽ có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng, các công ty. Ngoài ra thì sinh viên sẽ được tham gia rất nhiều các khóa đào tạo kỹ năng xin việc, các kỹ năng về làm việc và các bạn cũng được gửi thông tin thường xuyên bởi vì trường có liên kết với trên 2.000 doanh nghiệp Singapore và cung cấp thường xuyên các thông tin về yêu cầu tuyển dụng, yêu cầu tuyển dụng đến các sinh viên của trường. Thật sự đó là những cái cơ hội tốt để sinh viên Việt Nam có thể mau chóng tìm được việc làm sau một thời gian học tại MBS. Và sau đây thì xin cô xin chị Uyên cho biết một vài cảm nghĩ thì khi mà chị đến thăm công ty Thái Dương. Đây là lần thứ hai tôi đến công ty Tân Đại Dương và cảm nhận của tôi là ở đây có một cách làm việc rất là chuyên nghiệp, các nhân viên cũng như là ban lãnh đạo là những người thực sự là rất là có tâm với về giáo dục và các sinh viên của chúng tôi khi mà đi học đi qua công ty Tân Đại Dương thì các bạn đều rất là hài lòng. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Nguyên với công ty và những cái kiến thức rất là tốt cho sinh viên Việt Nam. Xin chào chị. Sau đây là một số chia sẻ rất là hữu ích. Theo tôi nghĩ thì đối với những bạn muốn du học, nhất là ở cái trường MBS, đây là bạn học sinh tên Hoa, là cựu học sinh của trường. Chào các bạn, mình tên là Hoa, cựu học sinh của MBS. Mình đã tốt nghiệp vào năm 2013 và mình sang học MBS khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh. Và ban đầu thì mình cũng rất là băn khoăn về việc chọn trường học ở tại Singapore cũng như là chọn Singapore như một đất nước để mình theo học. Mình đã nghiên cứu rất nhiều về các trường thì mình thấy được là MBS là một trường rất nổi tiếng, có tiếng đối với thị trường Việt Nam cũng như rất nhiều các nước khác trên thế giới. Vì thế mình đã quyết định theo học MBIS. Và sau khi sang MBIS thì tất nhiên là ban đầu mình gặp rất nhiều khó khăn về môi trường mới, mình chưa sang Singapore bao giờ và mình cũng gặp rất nhiều khó khăn về ngôn ngữ cũng như là thức ăn hay đời sống và mình cũng không quen ai ở bên đấy cả. Thế nhưng mà khi mà sang thì trường đã rất là tạo điều kiện để mình gặp gỡ được các cựu sinh viên, các sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường cũng như là mở rộng mạng lưới kết bạn đối với các bạn sinh viên quốc tế hay là các bạn sinh viên ở Singapore. Thì mình cũng đã được tham gia rất nhiều là hoạt động ở trường để mở rộng giao lưu kết bạn. Vì thế mà dần dần thì mình đã thích ứng được hơn với môi trường ở Singapore và học tập tại MBIS. Các giáo viên của MBS cũng rất nhiệt tình, giúp đỡ, hỏi han không những là động viên trong học tập mà cũng như trong cuộc sống, hỏi han mình về các khía cạnh như là đồ ăn, thức uống hay là các hoạt động giải trí bên ngoài. Và trường thì cũng tổ chức các hoạt động cho sinh viên Việt Nam như là cuối tuần thì có hoạt động barbecue tổ chức cho hội sinh viên Việt Nam tại MDIS hay là các hoạt động dã ngoại đi bãi biển. Vì thế mình thấy là rất là hữu ích, không chỉ là học tập mà còn tham gia được rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, khiến cho mình cảm thấy năng động và tự tin hơn. Vì thế mình thấy sự lựa chọn của mình vào MDS là một sự lựa chọn tốt và đúng đắn. Và hiện tại thì mình đã tốt nghiệp
và mình thấy là sau một năm học khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh tại MBS thì mình đã học hỏi được rất nhiều, không những là trong học tập mà còn trong kinh nghiệm trong đời sống, giao lưu kết bạn. Và hiện tại thì mình đã đi làm, và thực ra mình đang làm tại Singapore. Và sau khi tốt nghiệp tại MBS thì mình đã có rất nhiều cơ hội làm việc tại Singapore, và sau một vài buổi phỏng vấn tìm hiểu về các công việc thì mình đã đỗ phỏng vấn và hiện tại mình đang làm việc tại Singapore. Vì thế mà mình thấy là sự lựa chọn của MBS. Cảm ơn chị chia sẻ của Hoa, và hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy ở đây rất là nhiều cái chia sẻ hữu ích. Và nếu mà các bạn muốn hiểu biết hơn và là cần thêm thông tin chi tiết về trường MBS, các bạn vui lòng liên hệ với nhân viên của công ty Tân Đại Dương, có thể là qua các website, có thể thêm thông tin hoặc là gọi điện thoại. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn.